Thái Bảo lại tiếp tục về Amtaco đời 2020 màu trắng ngọc trai mang biển số 12C09299 của biển phải nói là VIP nhất nhì trong những cái chiếc biển này hiện nay đang có mặt trên showroom Thái Bảo. Chiếc xe này của một đại lý Sơn Alex tại thị trấn Lộc Bình các bạn nhé. Xe đi loanh quanh đâu đó 6 vạn một chút thôi. Toàn bộ đèn pha rồi là ba đờ sốc, nước sơn thì zin 100%, cam kết với anh em như thế. Tôi review cũng ngắn gọn thôi vì là xe khá là đẹp nên review qua một chút thôi. Phần nội thất thì không có gì để phải cá chê cả. Các bạn nhìn nè, sóng bản lề rồi lót sàn, ghế nỉ theo xe. Anh em nhìn ở uy tín luôn nhá. Review để các bạn ngắm nghía để thưởng thức những cái nguyên bản zin. Điều hòa mát lạnh luôn. Đây em bật kilometer cho các bạn cùng xem nên bao nhiêu vạn. Đây nhá, 68.755 km, 6 vạn 8. Về phần nội thất thì cũng qua qua chút thôi. Khóa thì vẫn vàng óng luôn. Tôn sóng bưởng thành thùng thì em review thật chậm cho các bạn xem. Dàn lốp thì đến 95%. Đấy, sóng thành thùng thì thằng tức luôn. Quá đẹp cho một tác phẩm đời 2020. Anh em sẽ review về phía sau bưởng hậu của chiếc xe thì nó là đẹp. Có biển số tôn vinh lên hẳn chiếc xe các bạn nhỉ. Giờ em sẽ mở thành thùng ra cho các bạn xem nhé. Trước khi mở thì chúng ta cùng đến với cam lùi và số khung. Sơn thì các bạn ấy chủ xe chia sẻ mà đâu đó thì có khoảng 5 tạ thôi. Về phần sơn mộc thì còn nguyên xi các bạn nhé, chỉ xước những phần tôn sóng thôi. Đây là động cơ, các bạn nghe nổ thử nhé, êm như chó con thở, nghe là sướng rồi. Đây là phần nắp capo, tôi sẽ review thật chậm. Keo chỉ nguyên bản luôn, cam kết đầu đuôi giữa ngang dọc, không có va chạm. Vâng, vừa rồi Mỹ Thái đã review chiếc Kenmo đời 2020 đến từ showroom ô tô Thái Bảo, còn nguyên bản tới 100% luôn. Toàn bộ nước sơn rồi đèn pha rồi phần ngoại thất là zin hết các bạn nhé. Các bạn quan tâm vui lòng liên hệ qua hotline 0978 565 3 con nát, gặp Mỹ Thái để được biết thêm thông tin chi tiết về chiếc xe. Và hiện nay chúng tôi đang chào với giá đâu đó loanh quanh trên 1 đồng một chút. Anh em quan tâm đặt kèo ngay cho Mỹ Thái. Còn bây giờ Mỹ Thái xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những chiếc xe mới nhất về với ô tô Thái Bảo. Xin chào.